Theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì thông qua video ngày hôm nay mình sẽ đi so sánh chi tiết cụ thể giữa hai dòng xe số phổ thông ở khúc tầm trung đâu đó vào khoảng tầm trên dưới 30 triệu các bạn nha. Đầu tiên là mẫu xe Honda Future phiên bản 125 FE của năm 2024 với một phiên bản cao cấp màu trắng đen rất đẹp các bạn đang theo dõi. Và đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Future không ai khác đó là dòng xe Jupiter Fin phiên bản 115 FE của năm 2024. Mình cũng sẽ quay cận cảnh chi tiết cả hai mẫu xe so sánh cũng như báo giá trong thời điểm tháng 7 năm 2024 để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản cao cấp màu trắng đen thuộc dòng xe Future 125 FE của năm 2024. Chiếc xe với một màu sắc rất đẹp, đi kèm với đó là tổng thể thiết kế của xe. Nó sẽ xen lẫn nhá giữa sự lịch lãm sang trọng kết hợp với đó là cao cấp và thể thao, nhìn khá là ok luôn. Với hệ thống đèn pha cốt trang bị hệ thống bóng LED, giá đèn đờ mi và đèn xi nhan ở phần phía dưới. Hiện tại xi nhan trên mẫu xe thì vẫn đang trang bị bóng halogen mà thôi, nhưng được thiết kế khá là trau chuốt tỉ mỉ, độ hoàn thiện rất là cao luôn. Phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản cao cấp với trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc. Hiện tại mẫu xe này nó sẽ có 3 phiên bản, bao gồm có phiên bản tiêu chuẩn là phanh đĩa vành nan hoa với duy nhất một màu sắc ấy là màu xanh đương đậm. Còn phiên bản cao cấp nó sẽ có 3 màu sắc là màu trắng như các bạn đang theo dõi này. Ngoài ra còn có màu sắc đỏ đô và màu xanh đương đậm nữa. Và cuối cùng là phiên bản đặc biệt với các màu sắc nhám, bao gồm có đen nhám và xanh nhám đen. Đấy là toàn bộ 6 màu sắc của mẫu xe Future cho năm 2024 này. Trong thời điểm hiện tại thì ở miền Bắc mình quay tại xe máy Lai Châu. Giá bán của mẫu xe đã có sự tăng nhẹ ở phiên bản cao cấp và đặc biệt. Và lượng hàng gần như về khá là nhỏ giọt luôn các bạn nha. Rất ít luôn. Còn với những cái phiên bản là ở khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh này hay một số các tỉnh thành ở phía miền Nam ấy thì lượng hàng của dòng xe Future lại khá là nhiều. Tuy nhiên thì giá bán cũng ngang ngửa so với miền Bắc. Các bạn có thể lưu ý cho mình cách cụ thể như vậy. Trang bị trên xe vẫn đầy đủ. Màn hình analog chứa đựng đầy đủ những thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát. Loại bỏ nút tắt bật đèn của xe và chìa khóa trang bị trên xe là chìa khóa 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Cái điều đặc biệt nhất trên dòng xe này chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó rất vượt trội khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,47 lít trên 100 km. Dòng xe Jupiter Fin ấy đang ăn xăng ở mức 1,64, còn mẫu xe này là 1,47 các bạn nha. Thiết kế phía đuôi sau ấy cũng được làm vuốt nhọn lên cao. Điểm này mình đánh giá cao hơn so với dòng xe Jupiter Fin. Đây các bạn có thể nhìn ngắm cách kỹ hơn. Mình quay rất chậm và chi tiết. Tay dắt thì cứng cáp. Trang bị hệ thống phuộc cũng làm khá là chắc chắn luôn. Hệ thống bơm đúc. Các nội dung trên xe đều được trau vuốt và tỉ mỉ. Đây là một dòng xe rất đáng để quan tâm. Tuy nhiên thì với cái thiết kế của nó ấy, nó sẽ trung tính này. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp với những đối tượng ấy, là người trung tuổi này hoặc những bạn làm công chức nhà nước ấy, thì đi sẽ ok hơn bởi thích cái sự lịch lãm sang trọng của nó. Còn giới trẻ thì chắc chắn mình nghĩ rằng ấy, cái sự lựa chọn của dòng xe Future này rất ít luôn. Đâu đó các bạn phải tìm tầm trên 35 tuổi thì đi mẫu xe Future này nó sẽ phù hợp hơn. Đây là một số chia sẻ để các bạn cùng tham khảo như vậy. Hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn đang được bán mức giá bán là 31.500.000. Trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa. Còn các phiên bản phanh đĩa vành đúc kể cả cao cấp và đặc biệt đang được bán chung mức giá bán là 35-35.500.000 đồng các bạn nha. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang với dòng xe Jupiter Fin. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản màu vàng đồng, cũng rất là đẹp luôn. Hiện tại năm 2024 này thì phiên bản màu vàng đồng này không còn xuất hiện nữa. Đây là một phiên bản duy nhất còn lại thôi. Bởi những cái màu sắc mới năm 2024 thì nó cũng sẽ sự thay đổi rồi các bạn nha. Nhưng form dáng thiết kế vẫn tương tự thế này. Mình thì mình đánh giá rất cao ở phiên bản màu sắc vàng đồng trên mẫu xe Jupiter Fin ở đây. Hệ thống đèn pha cốt thì vẫn đang trang bị bóng halogen mà thôi, chưa được trang bị hệ thống bóng LED như dòng xe Future, nên giá thành của nó cũng sẽ rẻ hơn đôi chút so với dòng xe Future các bạn nha. Tí mình sẽ cung cấp mức giá bán cụ thể. Tất cả các phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp đều được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc với ngàm phanh 1 bít tông. Cục máy chỉ là 115 phân khối. Tuy nhiên thì cục máy này cho ra công suất mô men xoắn thì không khác biệt quá nhiều so với mẫu xe Future đâu. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Bởi mẫu xe Future ấy đang trang bị kim phun là 110 thôi, nên cho ra công suất cũng chỉ đâu đó vào khoảng tầm 9,5 mã lực, ngang ngửa với dòng xe Jupiter Fin này. Mô men xoắn thì Future có thể cao hơn một chút so với dòng xe Jupiter Fin để các bạn có thể lưu ý cụ thể. Màn hình cũng dạng analog,
chia làm các khoang chứa đựng đầy đủ các thông tin. Có hốc để đồ phía trước các bạn nha. Chìa khóa cũng 4 trong 1 luôn, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Mức tiêu nhiên liệu như mình đã chia sẻ rồi, 1,64 lít trên 100 km. Hiện tại đây là mẫu loa xe tiết kiệm nhiên liệu số 1 của Yamaha Motor Việt Nam. Rất cận cảnh và cụ thể để các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình. Đây là 1,64 lít trên 100 km này, các bạn có thể nhìn ngắm một cách cụ thể. Hiện tại dòng xe này nó sẽ khác biệt hơn dòng xe Future ở chỗ ấy, là nó sẽ được trang bị hệ thống phanh kết hợp UBS lần đầu tiên xuất hiện trên một dòng xe số phổ thông. Nội dung này thì Future chưa có các bạn nha. Đây là mẫu xe duy nhất tại Việt Nam được trang bị hệ thống phanh kết hợp, giống như những cái mẫu xe tay ga đến nhà Honda ấy. Honda sẽ là phanh kết hợp CBS, còn là mẫu xe ở đây là phanh kết hợp UBS. Bình xăng dưới yên xe, cốp xe thì nhỏ hơn so với cốp xe của Future. Đấy là mình có thể đánh giá luôn như vậy để các bạn có thể theo dõi một cách kỹ hơn. Trong thời điểm hiện tại thì mức giá bán của dòng xe Jupiter Fin này đang có mức giá bán khá là ok. Chỉ từ 27 triệu 500 đến 28 triệu 500 nghìn đồng mà thôi cho phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Mức giá bán này rẻ hơn rất nhiều so với dòng xe Future các bạn nha. Khi phiên bản thấp nhất của Future cũng lên tới là 31 triệu 500 nghìn đồng rồi, còn cao nhất lên tới khoảng tầm 35 triệu 500 cơ, tức là cao hơn đâu đó vào khoảng tầm 7 triệu so với mẫu xe Jupiter Fin. Vị trí đèn hậu phía sau của xe đây các bạn có thể nhìn này, nó sẽ chưa được làm vút nhọn lên cao lắm như dòng xe Future, nhưng là chấp nhận được rồi. Màu sắc trang nhã đẹp, hợp thời trang hơn. Những mẫu xe của Honda thì chủ yếu là trang bị những màu sắc cơ bản, còn những mẫu xe của Yamaha ấy, thì nó sẽ trang bị những cái màu sắc để hợp xu hướng hơn và hợp giới trẻ hơn. Mẫu xe này thì các bạn trẻ vẫn có thể điều khiển được và đi được các bạn nha. Và đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình đã quay cận cảnh chi tiết với dòng xe Future 125 FI và dòng xe Jupiter Fin với những thiết kế hao hao giống nhau. Tuy nhiên thì mỗi mẫu xe nó sẽ có những đối tượng khách hàng khác nhau, sự lựa chọn khác nhau, khối động cơ cũng có sự khác biệt nhau một chút nha. Và giá thành của nó cũng có sự chênh lệch khác nhau luôn để các bạn có thể tham khảo lựa chọn. Mình cũng đưa ra một số những ý kiến chủ quan của nhân mình rồi trong việc lựa chọn những mẫu xe này. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy. Rồi, các giá này của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.